quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Người yêu mới kém 6 tuổi sống xuề xòa của Sĩ Thành giàu cỡ nào? Huỳnh Phương đã sở hữu xứ hợp đắt đỏ sau vài năm gia nhập làng giải trí. Mới đây, diễn viên Huỳnh Phương, thành viên lâu năm của nhóm Hài Pháp TV đã công khai mối quan hệ tình cảm với diễn viên ca sĩ Sĩ Thành. Cặp đôi này quen biết nhau cách đây nửa năm nhưng chỉ mới chính thức hẹn hò được 3 tháng. Huỳnh Phương sinh năm 1992 và kém Sĩ Thành đến 6 tuổi. Dù đều hoạt động trong làng giải trí nhưng cả hai có hình ảnh và hướng đi khác biệt. Nếu như giọng ca, lời hứa nhạt nhòa xây dựng hình tượng của một nghệ sĩ ưa thích ăn mặc sexy, sử dụng hàng hiệu đắt đỏ và có nhiều phát ngôn gây chú ý, thì Huỳnh Phương lại khá bình dân, xuề xòa và kính tiếng đời tư. Tuy không điển trai bảnh bao như bạn trai cũ của Sĩ Thanh, Hạo Đông, nhưng Huỳnh Phương có cuộc sống ổn định ở độ tuổi 27. Chính thức gia nhập Pháp TV từ năm 2015 và sau đó tham gia một số cuộc thi game show truyền hình, nhưng sau đó 3 năm, Huỳnh Phương đã tự mua được chiếc xế hộp sành điệu tiền tỷ. Trong thời gian thương hiệu điện thoại iPhone ra phiên bản mới nhất, Huỳnh Phương chi thẳng tay để 100 triệu để mua cho mình và bạn gái. Chưa dừng lại ở đó, khi biết Sĩ Thanh đam mê hàng hiệu, anh đã ra tận cửa hàng của Channel để mua tặng bạn gái chiếc túi trị giá 85 triệu đồng. Và nhân dịp cả hai chính thức thừa nhận yêu nhau, đang là thành viên của nhóm hài Việt Nam đầu tiên nhận nút kim cương của YouTube và có lịch làm việc khá bận rộn. Nhưng những lúc rảnh rỗi, Huỳnh Phương cũng đi du lịch nghỉ dưỡng để tận hưởng cuộc sống. Huỳnh Phương mang hình ảnh khá xòe xòa sau 4 năm gia nhập làng giải trí. Nhưng đằng sau ảnh, bình dân bạn trai mới của Sĩ Thanh lại có một cuộc sống ổn định. Năm 2018, Huỳnh Phương đã tự mua được xế hộp tiền tỷ. Anh không ngại chi số tiền lớn để mua tặng Sĩ Thanh điện thoại iPhone. Sĩ Thanh còn được bạn trai tặng túi xách 85 triệu. Huỳnh Phương thường hay đi du lịch tận hưởng cuộc sống.